và các đồng chí, tự do ngôn luận, tự do báo chí là những quyền cơ bản của con người đã được Việt Nam cam kết thực hiện theo những nguyên tắc chung của tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch, phản động, bất mãn chính trị thường lợi dụng để chống phá Đảng, nhà nước ta. Với sự phân tích của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, chương trình Nhận diện sự thật hôm nay sẽ giúp quý vị và các đồng chí hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề. Với 174 bút danh, từng là tổng biên tập và chủ bút, họa sĩ của nhiều tờ báo lớn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết hàng ngàn bài báo bằng nhiều thứ tiếng cho nhiều tờ báo khác nhau, từ trong nước tới hải ngoại. Người khẳng định, viết báo và làm báo là công tác cách mạng để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự giai cấp và nhân loại. Cùng với các tác phẩm báo chí xuất sắc, Bác Hồ còn để lại cho chúng ta di sản đặc biệt, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng, phong cách làm báo cách mạng và nghệ thuật làm báo cách mạng để làm nên từng tác phẩm báo chí và giá trị của tờ báo. Chủ thể sáng tạo tác phẩm báo chí là con người, bởi vậy Bác coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ báo chí. Mỗi khi có dịp, Bác thường trực tiếp động viên, khen ngợi các nhà báo, các cơ quan báo chí đã phát hiện và biểu dương trên báo những điển hình tiên tiến. Bác cũng căn dặn tất cả những người làm báo phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ, đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. Cho nên các báo chí của ta đều phải có đường lối chính trị đúng. Giai cấp nào cũng có bản chất của riêng mình. Và báo chí cách mạng là trên lập trường tư tưởng giai cấp công nhân. Chuyên thực hiện lý tưởng cách mạng của giai cấp công nhân chính là thực hiện cái lý tưởng cách mạng của Đảng. Và báo chí phải thể hiện cho được cái tính Đảng đó. Có khi gọi là chất thép, có khi gọi là tính chiến đấu, tính cách mạng, tính khoa học. Mà sâu xa ra, đó là phục vụ sự nghiệp cách mạng. Nó là một nguyên tắc, một quan điểm nhất quán từ đầu đến cuối. Mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn, những bài viết của người mang những sứ mệnh lịch sử khác nhau. Người coi ngòi bút là vũ khí sắc bén, báo chí là mặt trận, và mỗi người cầm bút là một chiến sĩ. Khi cầm bút, người rất cẩn trọng trong từng câu chữ, ý tứ, nội dung các bài viết của mình, với tâm niệm viết sao cho dân chúng hiểu và quan tâm đọc. Chính vì lẽ đó, văn phong của người thường ngắn gọn, trong sáng, dễ hiểu, dễ nhớ mà vẫn thể hiện rõ những nội dung quan trọng cần truyền bá tới người dân. Những luận điểm về báo chí cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang là kim chỉ nam cho mọi hoạt động lãnh đạo báo chí của Đảng ta trong thời kỳ mới. Cái điều này là một điều tất yếu, nó không chỉ thuộc về năng lực trí tuệ đâu. Nó cũng còn là phẩm chất đạo đức và nó là bản lĩnh chính trị của nhà báo cách mạng nữa, mà Bác Hồ của chúng ta là một tiêu biểu. Đấy. Phải tôn trọng sự thật, nói đúng sự thật, tức là tôn trọng tính khách quan. Cái nhân cách của nhà báo cách mạng đấy là không được bẻ cong ngòi bút của mình, không được xuyên tạc sự thật. Nhưng mà vấn đề đặt ra là bản chất của sự thật đó như thế nào? Đấy, từ hiện tượng tới bản chất. Và phải nói được bản chất đúng đắn của nó trong cái xu thế phát triển chung của xã hội. Những năm gần đây, Đảng ta và nhà nước ta đã ban hành nhiều quyết sách về quản lý báo chí và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với các cơ quan báo chí, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hội nghị để bồi dưỡng, tập huấn tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Các bộ, ban, ngành trung ương đã tổ chức nhiều giải thưởng báo chí để ghi nhận tôn vinh đội ngũ những người làm báo. Mới đây, ngày 8 tháng 4 năm 2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành chỉ thị số 43 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Đây là chỉ thị rất quan trọng đối với Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí cả nước, được ban hành đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. Chỉ thị này đã tạo ra những cơ sở vững chắc để Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng và báo chí Việt Nam nói chung phát triển và bắt kịp với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại ngày nay. Thế nhưng đâu đó trên không gian mạng đã xuất hiện một số bài viết, những video clip xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với báo chí nước nhà. Họ công kích bài bác chỉ thị số 43 và cho rằng Việt Nam không có tự do ngôn luận và tự do báo chí. Thưa quý vị và các đồng chí, tự do báo chí là một trong các quyền cơ bản của con người trong xã hội phát triển. Nhưng tự do báo chí như thế nào lại là vấn đề cần đề cập một cách cụ thể, căn cứ vào sự lựa chọn con đường phát triển của mỗi quốc gia và hệ thống luật pháp của quốc gia ấy, cùng với những tiêu chí về văn hóa của mỗi dân tộc. Phóng sự sau sẽ góp phần làm sáng tỏ vấn đề này. Tiếp cận từ góc độ nào thì tự do báo chí, tự do ngôn luận cũng không đồng nghĩa với việc nhà báo dẫn nguồn tin thiếu chính xác, bịa đặt ra câu chuyện hay xào xáo sao chép thông tin của báo khác. Thời gian gần đây,
Việc một số tờ báo đăng tải thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng tới vai trò uy tín của giới báo chí trong xã hội đã bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, có người lại đặt hiện tượng này trong quan hệ với cái gọi là tự do ngôn luận. Vậy trên thực tế, sự thật có đúng như họ bao biện? Có những người có thể là làm nhà báo hoặc làm blogger hoặc làm một số nghề khác. Nhưng mà khi họ có những vi phạm pháp luật và họ bị bắt giữ hoặc bị xử lý theo pháp luật đúng Việt Nam và chúng ta công bố những cái thông tin đó ra, thì họ không nói rằng là khi mà họ đi tuyên truyền, họ không nói rằng là những người này vi phạm pháp luật Việt Nam theo những điều khoản nọ kia và đang bị xử lý. Họ nói rằng anh này là blogger, anh kia là nhà báo và anh ấy bị bắt. Dù là blogger, là nhà báo, là ai nữa, sống ở bất kỳ xã hội nào cũng đều chịu chi phối hay là quản lý của pháp luật nước đó. Không chỉ ở Việt Nam mới có các chế tài đối với hành vi lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí để vi phạm pháp luật, mà ở Hoa Kỳ, Cộng hòa Liên bang Đức, Pháp, Hàn Quốc, Singapore đều có luật và điều khoản luật xử lý nghiêm khắc những hành vi lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí để bịa đặt thông tin, bôi xấu xã hội. Tuyên bố về nhân quyền của Liên Hợp Quốc năm 1948 cũng đã nói rõ rằng là tự do báo chí là quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên, nó phải không được làm ảnh hưởng đến tự do đến người khác, đến tự do của người khác, không làm ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa, đến các cái định chế của từng xã hội một. Và do đó, cái việc áp dụng một cách tuyệt đối máy móc vào các cái mô hình khác và xã hội khác nhau một thứ tự do tuyệt đối báo chí là điều phi logic và không khoa học. Theo Tổ chức Quản lý tên và Địa chỉ mạng quốc tế ICANN và công ty Damio We Are Social của Anh, tính đến cuối năm 2019, có 64 triệu người Việt Nam đang dùng Internet, chiếm 66% dân số. Có 62 triệu người sử dụng mạng xã hội Facebook, Twitter, Zalo. Mỗi người sử dụng Internet ở Việt Nam dành trung bình hơn 6 giờ trong ngày để tham gia các hoạt động liên quan tới mạng Internet. 94% người dùng Internet ở Việt Nam sử dụng Internet hàng ngày. Báo Nikkei của Nhật Bản khẳng định tốc độ Internet của Ấn Độ và Việt Nam vượt xa các nước phát triển. Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia có tỷ lệ người dùng Internet cao nhất châu Á và từ năm 2010 đến nay liên tục đứng trong nhóm 20 quốc gia có số người sử dụng Internet lớn nhất thế giới. Ông Philip hiện là giáo viên thỉnh giảng tiếng Anh ở trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, Hà Nội. Ông Philip mang quốc tịch Mỹ, đã có nhiều năm sinh sống ở Việt Nam và thường xuyên sử dụng Internet để tiếp cận thông tin và giao tiếp. Internet là một phần trong công việc hàng ngày của tôi. Tôi luôn cố gắng để hạn chế phải sử dụng đến máy tính, nên nếu dùng thì chỉ là dùng cho công việc. Ngoài ra, tôi dùng khi có nhu cầu mua đồ trên Lazada, Shopee, v.v. Quan điểm của tôi về tự do Internet ở Việt Nam cũng giống tự do Internet của nước Mỹ hoặc ở các nước trên thế giới, về tốc độ xử lý cũng như việc thoải mái truy cập các trang web. Cần khẳng định rằng, không một quốc gia nào trên thế giới coi quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận là tuyệt đối. Mọi quyền lợi đều phải gắn liền với nghĩa vụ và đặt trong những giới hạn, khuôn khổ phù hợp với các giá trị chuẩn mực xã hội của quốc gia đó để đảm bảo rằng việc thực hiện quyền của người này không làm ảnh hưởng, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người khác. Trong xã hội mà quyền con người được khẳng định và nhà nước luôn tạo điều kiện để bảo đảm sự phát triển của quyền con người, thì tự do báo chí và tự do ngôn luận là các yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển chung. Đó là căn nguyên lý giải tại sao các năm qua ở Việt Nam, tự do báo chí và tự do ngôn luận lại có những bước tiến vượt bậc mà không thể phủ nhận. Tại Việt Nam, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí được hiến định. Tất cả các bản hiến pháp của nước ta từ trước đến nay đều có những quy định về tự do ngôn luận, tự do báo chí và khẳng định đây là một trong những quyền cơ bản nhất của con người, của mọi công dân. Điều 25 Hiến pháp 2013 quy định, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Vừa qua chúng ta đã cho ban hành cái luật báo chí 2016, thì phải nói rằng là thể hiện một cái sự tiến bộ tích cực nhất định, đáp ứng với cái yêu cầu phát triển của đất nước, là mở rộng cái quyền tự do báo chí và báo chí hành nghề theo đúng luật pháp. Luật báo chí cũng nêu rõ trách nhiệm của nhà nước trong việc tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí. Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được nhà nước bảo hộ. Không tổ chức cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động.
Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của nhà nước, tập thể và công dân. Mỗi một tin bài phát sóng, anh phải căn cứ vào luật. Luật có cho phép không? Thì anh phải điều chỉnh cái đó. Nếu được thì anh đăng, được đăng. Mà không được thì anh phải dừng. Và nếu như anh tiếp tục đăng sẽ bị xử lý. Cho nên cái quyền đó không phải là không có tự do báo chí. Mà cái đấy là một cái tự do báo chí rất mới và đặc biệt kế thừa tư tưởng của Hồ Chí Minh về báo chí. Mà chúng ta đã xây dựng nên một cái luật báo chí rất đổi mới và cũng rất là rộng mở, rộng đường cho hoạt động của báo chí so với lại những cái quan điểm mà các thế lực bất mãn cơ hội chính trị v.v. xuyên tạc rêu rao là chúng ta không có tự do báo chí. Những năm qua, báo chí Việt Nam đã có sự phát triển nhanh cả về số lượng, loại hình, ấn phẩm, đội ngũ những người làm báo. Hiện nay cả nước có trên 800 cơ quan báo chí với hơn 1.000 ấn phẩm, một hãng thông tấn quốc gia, 67 đài phát thanh truyền hình với 178 kênh truyền hình đang phát sóng trên lãnh thổ Việt Nam và trên 1.500 trang thông tin điện tử tổng hợp, trên 400 mạng xã hội được phép hoạt động với lượng truy cập rất cao, ảnh hưởng ngày càng lớn về thông tin. Ở đây nó không chỉ giới hạn bởi cái số lượng người sử dụng Internet đang càng ngày càng tăng lên, số người sử dụng các cái công cụ truyền thông, các cái thiết bị thông minh, các cái thiết bị truyền thông thông minh đang ngày càng tăng lên đâu. Mà nó là vấn đề là cái chính sách để sử dụng Internet ở Việt Nam, tôi nghĩ là một trong những cái chính sách sử dụng thông thoáng và bậc nhất ở trên thế giới. Tôi đã từng đi nhiều nước rồi và tôi thấy rằng là rất ở nhiều nơi mà tưởng chừng như là ở một cái xã hội rất là phát triển, nhưng việc sử dụng Internet, việc truy cập, được cập nhật các cái thông tin Internet hoàn toàn không dễ dàng như mà chúng ta tưởng. Thực tế cho thấy sự phát triển của hệ thống truyền thông ở Việt Nam không chỉ để giúp nhân dân thỏa mãn nhu cầu văn hóa, mở mang và trau dồi tri thức, mà còn trở thành diễn đàn với nhiều hình thức phong phú sinh động để các tổ chức xã hội, mọi người dân có tiếng nói lành mạnh, đóng góp ý kiến, thực hiện quyền phản biện đối với các chủ trương chính sách của nhà nước và của các cấp chính quyền. Hệ thống truyền thông của nước ta cũng đã thực hiện tốt vai trò là công cụ bảo vệ lợi ích xã hội, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng hợp pháp của người dân, nhất là vai trò kiểm tra giám sát thực thi các chính sách pháp luật của nhà nước. Nhiều cơ quan báo chí ở Việt Nam chủ động tích cực phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng, phê phán hành vi vi phạm quyền công dân cùng những biểu hiện tiêu cực khác. Không có pháp luật thì không có dân chủ nữa. Pháp luật, dân chủ là nằm trong hành lang của luật pháp chứ. Đấy. Và không phải thực hiện quyền tự do là anh muốn làm gì thì làm, để rồi phương hại đến quyền tự do lợi ích của người khác, của rộng hơn là của cả xã hội. Thì báo chí của chúng ta là luôn luôn nhất quán với cái quan điểm đó của Đảng ta. Đấy. Nhà báo được là người có chức năng để bảo vệ chân lý, bảo vệ sự thật, bảo vệ công lý. Thì anh phải đứng về phía sự thật của dân tộc, của nhân dân, đứng về lợi ích của dân tộc, của nhân dân để bảo vệ, và phải chống lại tất cả những kẻ mưu đồ lợi dụng tự do dân chủ để chống phá sự nghiệp cách mạng, mà sâu xa là chống phá chính lợi ích của nhân dân. Cũng giống như các nước khác trên thế giới, Việt Nam cũng đề ra những quy định pháp luật để hạn chế và ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm hại lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Việc trong thời gian gần đây, cơ quan chức năng có những hình thức xử lý đối với những cá nhân như Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Hữu Quốc Duy, Mai Phan Lợi, Đỗ Hùng về hành vi cố tình lợi dụng quyền tự do cá nhân nhằm xâm hại đến lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân, cơ quan, nhà nước đã cho thấy tính nghiêm minh của pháp luật. Thưa quý vị và các đồng chí, rõ ràng tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam là không thể phủ nhận xuyên tạc. Và những tổ chức cá nhân cố tình lợi dụng dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm hại đến lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân cần phải bị lên án và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đây là lẽ đương nhiên, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Chương trình nhận diện sự thật hôm nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình, mời quý khán giả và các đồng chí truy cập vào trang thông tin điện tử www.qpvn.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.